La agenda, lịch trình, la agenda. Ví dụ như mình có cái câu là Venezuela y Rusia estudian fortalecer la agenda de cooperación mutual. Có nghĩa là nước Venezuela và nước Nga họ nghiên cứu để tăng cường, fortalecer là tăng cường, nguyên mẫu. Tăng cường cái lịch trình để mà hợp tác quốc tế, hợp tác qua lại. Mutua có tính từ là qua lại, bổ nghĩa cho cooperation là sự hợp tác. La tropa là đội quân. La tropa. Chẳng hạn như mình có cái câu là Russia amenaza con enviar tropas a Cuba y Venezuela si aumentan tensiones con Estados Unidos. Nước Nga đe dọa, amenazar, nguyên mẫu là đe dọa. Nhưng mà đây là anh ấy, cô ấy đe dọa thì mình bỏ AR thêm A vô. Đe dọa là con là với, enviar, nguyên mẫu là gửi những cái đội quân đến Cuba và Venezuela nếu mà cái những cái áp lực là tension, là áp lực. Tensiones là những áp lực, những cái áp lực nó tăng lên. Chủ ngữ ở đây ha, còn đây là, xin lỗi, có nghĩa là nó tăng lên, họ tăng lên chung chung thôi. Tăng lên cái gì? Tăng lên áp lực với Mỹ. Có nghĩa là nếu mà áp lực với Mỹ mà tăng lên đó, thì Nga sẽ gửi các cái đội quân đến Cuba và Venezuela. Ministro là bộ trưởng. Vice ministro là thứ trưởng hoặc là phó bộ trưởng. Ở đây nghĩa là thứ trưởng nha. And vice ministro, thứ trưởng. Exterior là bên ngoài, exteriores là những cái việc bên ngoài. And vice ministro de exteriores là thứ trưởng ngoại giao.